cả mọi người. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, từ dồn dập có, vui nhộn có, và thả mình hòa trong âm nhạc cũng có. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái trò chơi cuối cùng của đêm nay. Trò chơi này đòi hỏi tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng ta phải ra sức, phải dốc lòng, phải nhiệt tình để giúp cho cái người đứng trên đây đoán được đúng tên. Càng nhiều những người đồng nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ càng có những cái điểm số thật là cao. Ở đây đội trưởng còn lại đó là bạn Minh Việt sẽ lựa chọn một trong sáu nghệ sĩ, và người đó ngó lên màn hình thấy trên đó hiện tên của ai là mình có thể mình nói, mình diễn tả, mình làm đủ kiểu hết, nhưng mà mình không được nói trùng cái từ trong tên của người nghệ sĩ đó. Làm sao để người ngồi trên đây có thể đoán đúng được tên? Và một lần đoán đúng như vậy thì mình sẽ có 3 triệu đồng. Gia chủ hào phóng. Có không mà có đưa 3 triệu không? Gia chủ này trời ơi. Có không? Đủ tiền xây cái nhà lộng lẫy gì, không lẽ nào không có tiền tặng cho mọi người, đúng không? Đó. Kết thúc cái vòng này, nếu như đoán đúng được 10 tên của nghệ sĩ thì mình sẽ có tới 30 triệu lận ha. Giờ thì Việt sẽ chọn ai? Lê Lộc đi. Ơi. Anh Mèo được không anh? Tùy, em thích là... Anh Mèo. Mời okay anh Tấn Mèo. Rồi, anh em chúng ta dồn hết qua bên. Đây là trò chơi có tên Ai Là Ai. 90 giây dành cho anh. Bắt đầu. Cố gắng lên nha, cố gắng lên. Một nữ ca sĩ, người mẫu. Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Rồi. Tiếp. Thôi, ơi. Ca sĩ, hiện nay có vợ bên Mỹ, tóc trẻ làm đôi. Bài gì đó nội tôi đi về nơi xa làm trường đang trường bài hát mà ca nhạc của Trịnh Công Sơn không Khánh Ly, Ly. Yeah hết hả một diễn viên hài đang được yêu mến nhất hiện nay, em của Tấn Mèo là ai? Tự Long. Không bỏ một con sông dài, một con sông dài vô tận, bỏ qua. Bỏ qua cái này khỏi. Ai đây? Tấn Mèo. Hay quá. Ai? Cầu thủ ngày xưa mang áo số 8. Mang áo số 8. Cầu thủ bỏ qua. Qua luôn. Đó, ca sĩ hồi nãy giống như Đan Trường. Là ai? Đan Trường trùng tên rồi. Tiếp. Không được nói chuyện trường. Rồi một ca sĩ ở nước ngoài nhảy cặp giò giống tôi. Vậy là ai? Ai? Đó. Michael Jackson. Đúng rồi. Cặp giò. Hết giờ. Cảm ơn anh Mèo. Vất vả quá. Rồi mời anh vô chỗ ngồi đi. Vô chỗ ngồi. Không ngờ là anh Tấn Bèo anh cuồng nhiệt đến như vậy. Anh diễn tả mà cái điều anh múa theo, anh đá theo, anh nhảy, mặc dù anh nhảy thấy ghê. Thì đó, nhờ biết Michael cũng mới ghê. Nhưng mà nhờ vậy mới giúp cho bạn này đoán ra, đúng không? Và có tất cả là 5 tên nghệ sĩ đã được Minh Việt đoán chính xác, mang về cho mình số tiền thưởng là 15 triệu đồng. Cái số tiền thưởng này mong rằng tất cả mọi người sẽ có một cái đêm tiệc cùng sao thật đáng nhớ tại Tư Gia Cửa Tươi. Yeah. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao đến đây sẽ được kết thúc. Và Đêm Tiệc Cùng Sao sẽ còn tiếp tục gặp lại quý vị khán giả hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh VTV3. Cảm ơn sự có mặt của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Cảm ơn tất cả các em gái, em trai. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn Hồng Giám đã mang đến cho chúng ta một đêm tiệc cực kỳ vui nhộn, hào hứng, sôi nổi.